Kính thưa các cô chú, chị Trình nhìn đây hàng. Kính thưa các cô chú và các anh chị thân mến, giờ đây thì Tuấn Vĩ đang còn ở nhà chị Hai. Và trong thời gian qua thì chị Hai đã đi chặt những cái cây thuốc này đây, chị có thể giới thiệu mấy cái loại thuốc này cho cô chú biết được không ạ? Tức là cái cây thuốc này á là cái cây xà đen. Cây xà đen. Cây xà đen này là của nó mọc thêm như ở trên rừng á. Thì nó mấy cây nó lớn như thế này. Đó, nó cái cây này là nó già cỡ khoảng mười mấy năm rồi đó. Nó nằm trong rừng đó. Vậy còn như em thấy đó thì em thấy người ta trồng thấy cái cây nhỏ nhỏ sao nó không phải như cây bự như vậy chị? Đúng rồi, cây nhỏ thì từ lúc nó nhỏ lên á, nó nhỏ mà nó nhỏ mới cỡ khoảng 50 phân đổ về á, thì lúc đó nó ra thì cái lá nó là nó có răng cưa. Đó, lá nó có răng cưa, nhưng mà khi nó bự rồi thì là cái lá nó lại không nó lại tròn dần chứ không có phải là như lúc nó còn nhỏ. Đó. Thưa quý vị, thật ra thì chị Hai của Tuấn Vĩ á, thì không có phải là thầy thuốc, nhưng mà ở trên này thì như Tuấn Vĩ đã nói đó là thiên nhiên ưu đãi, là rừng núi nhiều đó quý vị, nên là chị biết được hai loại cây là cây anh xoa và cây xạ đen là nó rất là tốt. Nên vì lẽ đó mà trong thời gian qua thì vì cái nhu cầu của người dùng, vì nhu cầu của người dùng cần nên là người ta cứ nhờ chị Hai lấy, thì chị Hai tự tay đi chặt những cái loại thuốc này. Chứ chị Hai không có phải là thầy thuốc. Đó, thì còn cây anh xoa là cái nào? Đây em, cái anh xoa đây. Cái mà như thế, đây là thành phẩm rồi. Cái này là chị đã sao thổ rồi đấy. Sao thủy thổ rồi đấy. Sao thủy thổ mà sao bằng củi nha. Chứ không có phải là sao giống như người ta mà sấy đâu. Cái này là tự rang bằng tay. Đấy, nó mới có độ vàng và độ thơm như thế này. Đấy, những cái bì này là đều cây anh xoa hết đấy. Cây anh xoa đây, cái này là thành khô hết rồi. Còn cái mà nó trắng như thế này là chưa sao. Đây, những cái số này, cái số này là chỉ mới phơi khô thôi, chứ chưa có rang lên. Thưa quý vị, thì những cái loại cây mà chị Hai vừa giới thiệu đó là hai loại cây anh xoa và cây xà đen. Xà đen thì hai cây này thì chủ yếu là cây xạ đen thì trị bệnh ung thư là chủ yếu đúng không chị? Đúng rồi. Đặc biệt là như em tìm hiểu thì là ung thư ngực, ung thư vú và ung thư tử cung. Ung thư tử cung. Bởi vì cái đó có nghĩa là nó trị về bên ung thư, có nghĩa là nó là tốt cho đường máu, nó là tăng cường sức đề kháng. Tốt cho đường máu. Cái này là chị sắp gửi cho người ta rồi mới bỏ. Cái này là thuốc sỏi thận. Thuốc sỏi thận thì tức là một tháng như vậy là một bệnh nhân như vậy là một tháng như vậy là dùng hết 6 gói như thế này. Một gói như vậy là uống 5 ngày. Là cái thuốc sỏi thận này là cái bà đó lấy chứ không phải là chị đúng rồi, chính xác. Cái thuốc sỏi thận này á là một cái bà người dân tộc đó. Bà đi lấy về rồi chị lại lấy từ bà rồi chị chuyển cho người dùng. Đó, còn cái ăn xoa và cái xà đen thì chính tay của chị đi chặt. Đi làm. Cái này là thành phẩm khô hết rồi. Đó thưa quý vị, thì nếu quý vị á mà cần tìm hiểu thì quý vị gõ lên ở trên mạng đó thì quý vị sẽ thấy là cây xà đen là nó tác dụng như thế nào và cây an xoa nó tác dụng như thế nào. Thì chị có thể nói sơ về cái công dụng của hai loại cây này. Công dụng của cái cây an xoa này á là nó chuyên trị cho về bệnh gan. Như siêu vi B này, rồi gan nhiễm mỡ này, rồi là u gan. Đó, nhiều trường hợp mà cái u của người ta đã 100ml rồi đó. Nhưng mà người ta uống qua cái cây ăn xoa này là 2 tháng thì người ta xuống được khoảng độ 50, tức là xuống về nó bào mòn được một nửa rồi đó. Đó, còn cái gan nhiễm mỡ thì nếu mà chỉ có độ 1 á là người ta chỉ cần uống 1 tháng tới tháng rưỡi là hết cái gan nhiễm mỡ. Đó, còn siêu VB là ít nhất là phải 3 tháng. Bởi vì uống là phải một ngày là 100g thì 3 tháng uống thay nước lọc hoàn toàn thì là cái siêu VB là nó về âm tính. Nó rất là tốt. Rất là tốt cho bệnh gan. Cây, thưa quý vị, cây anh xoa thì quý vị cứ gõ lên trên mạng là cây anh xoa trị bệnh gan. Nhiều người á, nhiều người người ta mua trên mạng á thì người ta nói là có cả lá cả cồi cộng này đều chặt cả cây cả lá. Nhưng mà riêng cái cây này đối với chị á thì chị bỏ hết số lá. Bởi vì cái lá nó rất là nhiều lông. Lá nó lông nhiều rất là khó uống. Thậm chí mình uống lá nó thì mình uống dài ngày có thể nó còn ảnh hưởng bao tử. Bởi vì nó có lông á. Cho nên là cái số lá là phải bỏ hết. Còn khi sao thổ là phải sao bằng tay. Đó, sao bằng tay, sao bằng củi. Thưa quý vị, thì theo những chúng vị được biết á, thì có nhiều nơi người ta hiếm đó quý vị, nên người ta lấy lá người ta bán luôn. Người ta lấy cả lá người ta bán. Nhưng mà do ở đây á, thuốc nó còn nhiều, nên vì lẽ đó mà lấy toàn lấy thân cái thân thôi.
Chứ còn cái lá thật ra cái dược liệu của nó không có gì cả. Đúng. Cái dược liệu của nó không cao. Ừ, đúng. Chỉ có cái thân thôi. Còn như cây xả đen cũng vậy. Cây xả đen thì có nhiều nơi người ta lấy những cái cây mà cọng nhỏ, nó còn non đó chị. Ờ đúng rồi. Nó còn non. Bởi vì người ta trồng á. Người ta trồng thì người ta đâu có dám chặt cây. Ừ. Chỉ có dùng lá thôi, còn ở đây của rừng á em. Ừ. Đấy, em thấy không? Những cái cây mà bự chạng như thế này á, em thấy cái vân của nó không? Bởi vì nó mọc ở trên rừng lâu năm thì nó mới có vân ở trong này. Đó. Còn ở thành phố thì người ta chỉ lấy những cái cây nhỏ siêu siêu vậy này. Bởi vì là cây nhỏ lên thì người ta phải ngắt lá thôi, chứ còn cái cây thì phải để tồn tại, chứ nếu mà chặt lại rồi thì lấy gì xài? Lấy gì để dùng nữa? Lấy gì để cho nó phát triển đúng không? Đúng rồi. À. Đó. Rồi còn vậy là hai loại cây này là cây này, cây xả đen thì chủ yếu là trị bệnh ung thư. Đó, ví dụ ung thư vú và ung thư tử cung là nó rất là ok. Bệnh viện trả về đó, nhưng mà người ta uống qua cái cây xả đen này mà người ta hết á. Thì lấy nhiều vậy đó, lấy về nhiều vậy đó hết. À đúng rồi, phải vậy mới đủ được chứ em. Cung cấp cho khắp cả nước. Thưa quý vị, thì trước đây thì là năm ngoái Tuấn Vị có đi chặt với chị hai mình một lần, nên Tuấn Vị mới biết. Còn bây giờ thì là những cái số thuốc này là chị hai cũng không có tự đi chặt được hết, mà phải nhờ người chặt về. Có chứ, nhờ người chứ, phải ra trong gia đình á, có người là trong gia đình mình á, có người là đi chặt, còn chị thì ở nhà là để mà gửi thuốc cho khách. Còn phải thì đi chặt. Trong những ngày qua thì anh hai đó, anh rể đó thường đi chặt đó. Ngày nào mà chị rảnh thì hai vợ chồng đi chặt. Đúng rồi. Cách đây xa không chị? Nó phải đi tới hơn 20 cây số. 20 cây số thì mới có, bởi vì nó cái rừng của nó không phải là cái rừng nào nó cũng mọc, mà nó lại mọc theo từng cái khu rừng. Có nghĩa là cái chỗ đất á, thường thường là nó hay mọc cái chỗ đất đỏ. Cái chỗ nào mà đất đỏ, đất Ba Giang á, thì là nó mới có cái cây này. Thì phải đi hơn 20 cây số thì mới có. Còn cái cây xà đen này thì phải đi sâu hơn, đi vào rừng già á. Chứ còn ở ngoài rừng non thì không có. Lần trước chị có giải thích cho em đó là cái cây an xoa kia nó có hai loại và mình để phân biệt thì làm sao phân biệt được? À đúng rồi, nó có hai loại chứ. Một cái loại là hoa trắng. Hoa trắng thì lá nó mỏng hơn. Cái loại hoa trắng thì lá nó mỏng. Lá nó mỏng mà nó cũng không có cái trái mà giống như cái con sâu róm. Còn cái an xoa hoa tím này á thì lại nó lại cái lá nó dày hơn. Một mặt dưới thì mặt dưới thì xanh đậm. Mặt trên nó thì xanh nhạt, nhưng mà lá nó dày, mà lá nó hơi tròn hơn. Đó, dày tròn. Còn cái lá mà cây ăn xoa trắng thì lá nó rất là mỏng. Lá nó mỏng, mình nhìn cũng phân biệt được mà. Và hình như trước đây chị có nói với em là cái loại ăn xoa trắng là cái vỏ nó dày, đúng không? Còn thì chị cho đúng rồi, coi đây. Còn cái ăn xoa tím là cái vỏ nó sát với cái cùi. Đó, nó sát mà. Kể cả em thấy không? Đây, cái lòng ở đây. Và cái cây ăn xoa hoa tím này á thì chị cầm in em coi coi. Đó. Thì tức là cái vỏ này nó không có dày. Đúng rồi. Dày côm. Nó mỏng hơn. Còn cái loại mà cái loại dày hơn đó. Cái loại không tốt thì là cái vỏ nó dày dày. Đúng rồi, đúng rồi. Và cái cây ăn xoa hoa trắng á thì mọi người nên lưu ý là cây ăn xoa hoa trắng á thì ở giữa cái lòng thân này nó không bao giờ có một cái chấm kim đen như thế này nhé các bạn. Vậy đó hả? Đấy, em nhìn đi. Tức là có chấm kim đen này. Kể cả nó nhỏ siêu siêu cũng cứ có. Đó. Có nghĩa là loại chấm kim đen này là loại hoa tím. Hoa tím loại tốt. Đúng rồi. Còn loại trắng là nó không có cái chấm đâu. Đúng rồi, hoa trắng ghẹo có cây có bự, nó cũng chặt cái miếng thuốc ra nó cũng trắng tinh. Nó không có một cái chấm đen ở giữa lòng. Đó. Cho nên là mọi người là phải lưu ý cái chỗ đó, phải phân biệt được. Lúc mua thuốc á, lại phân biệt được là cái cây ăn xoa hoa tím là nó có cái một cái nút đen giống cái kim ở giữa thân á. Bữa nào nếu có thời gian thì hai chị em mình đi chặt. Rồi, ngày mai ngày kia rảnh thì mình lại đi chặt. Hôm nay nó có hoa rồi đó. Nay có hoa và có quả rồi. Ok thôi chị nấu cơm đi. Còn những cái nong này là nong để phơi đó hả? Đây là những cái đồ để phơi thuốc. Đấy, hai ba cái đó. Đó, rồi, đưa ra phơi. Hiểu rồi. Đó. Nó phải phơi nắng, phơi sương rồi cậu ơi. Theo chị đó thì là phơi nắng, phơi sương là sao? Nó là phải phơi nắng. Rồi thí dụ trời mà không có mưa thì mình phơi sương. Nó phơi sương nó rất là tốt cho cái dược liệu này. Đó, thì mình phải canh me nếu mà trời không mưa thì mình đưa ra mình phơi sương. Mình phơi ít nhất là được 3 sương. Thì nó rất là tốt cho cái cây thuốc này. Đó. Còn mà khi sau thổ thì mọi người lưu ý là cái khi sau thổ thì mọi người rang nhẹ tay, có nghĩa là nhỏ lửa, rang đều tay. Xong đó rồi mình quét cái chỗ nào mà đất, nền đất á, chứ không phải là nền xây đâu. Nền đất á, rồi mình đổ ra rồi mình lấy một cái bao tải hoặc là một cái bìa cúc tông. Mình đẩy lên, thì lúc nào nó nguội rồi á, thì mình mới bốc thuốc vô. Đó, để nó hút á, cái hơi đất nó hút.
Rồi ok em hiểu rồi. Chị đưa cái này cho em, rồi chị đi nấu cơm đi. Em giới thiệu chút xíu. À, thưa quý vị, thì thật ra thì Tuân Vị giới thiệu cái loại thuốc này á, không phải là để buôn bán gì về cái loại này. Bởi vì Tuân Vị làm từ thiện thì quý vị cũng biết rồi đó. Nhưng mà Tuân Vị muốn nói ở cái chỗ là những cái thuốc mà nó hiệu quả, và ở trên đây là thật sự là thuốc ở trên núi, chứ không có trồng giống như ở miền dưới, miền xuôi, hoặc là không có phải như là ở trong miền Tây. Ở trong miền Tây thì thỉnh thoảng Tuân Vị đi, Tuân Vị vẫn thấy cây an xoa này. Nhưng mà do ở cái chỗ là cái môi trường của cây an xoa sống đó, là do đất ở miền Tây mình là không có sỏi đá này kia, nên nó không có cằn cỗi. Và không có cằn cỗi thì là cái dược liệu của nó không có bằng là ở trên núi. Thì vì lẽ đó cho nên là Tuân Vị muốn nói với quý vị, đôi khi thuốc nó có tốt hay không là cũng do cái môi trường, cái cây nó sống ở đâu nữa. Đó cho nên là nói không phải là quảng cáo, nhưng mà ở chỗ là ở đây thì đang được thiên nhiên ưu đãi cho những cái cây thuốc như thế này. Trước đây thì Tuấn Vĩ, khi mà Tuấn Vĩ bị bệnh gan đó, thì Tuấn Vĩ có ra ở ngoài Hải Thượng Lãng Ông để mua. Thì người ta bốc cho Tuấn Vĩ đa phần là lá không à, 80% lá, chỉ được thỉnh thoảng có một cái cùi nhỏ thôi. Thì sau đó Tuấn Vĩ về ở ngoài quê thì Tuấn Vĩ mới thấy chị đi chặt, chị nói đi chặt cho người ta. Tuấn Vĩ mới nói trò ơi, vậy lâu nay không biết mà Tuấn Vĩ lại đi mua để uống. Đó thì Tuấn Vĩ mới biết là ở ngoài quê mình cũng có cây an xoa mà chính bản thân chị lại đi chặt cho người ta. Mà mình ở trong đó thì mình lại đi mua uống mà lại là toàn lá không à. Đó cho nên là Tuấn Vĩ muốn giới thiệu cho quý vị, nếu quý vị và các bạn chúng ta mà cần á, thì cần thì chúng ta liên hệ với chị gái của Tuấn Vĩ. Số điện thoại là 0344-633-565. Thì thưa quý vị, Tuấn Vĩ cũng nói trước là, không phải nói trước mà nói rõ là chị gái của Tuấn Vĩ không phải là thầy thuốc. Và chị gái chỉ biết được cái cây thuốc này quý nên là chặt về để phục vụ cho cái nhu cầu của người cần. Đó cho nên là Tuấn Vĩ cũng xin nói rõ, cũng giống kiểu là mình biết được cái tim sen nó tốt với quý vị, giống như biết được cái tim sen tốt thì mình đi hái cái sen đó, mình lấy cái tim sen mình bán vậy thôi, chứ không phải là thầy thuốc. Và những cái đơn giản đó thì ai cũng có thể làm được, chứ không phải là phải cần phải thầy thuốc mới làm được. Nhưng mà vô tình cái là ở đây nó có cây an xoa, vô tình nó có cây an xoa có thuốc tốt, rồi vô tình có cây xả đen ở trên núi, nó mọc sẵn chứ không phải là nuôi. Đó, như quý vị thấy này, cái cây xả đen mà nó bự vậy chỉ có ở trên núi, chứ nuôi bao giờ cho nó được như vậy. Nuôi 20-30 năm không biết nó có bự được như vậy không nữa. Đó quý vị, đó cây xả đen mà 20-30 năm nuôi mai ra nó mới bự được vậy á. Còn như quý vị thấy gia đình nhà Kiệt đó, thì kỳ trước em Xuân Dũng có kêu trồng, thì trồng biết bao giờ cho nó cái cây bự như vậy. Tuy rằng ý Tuấn Vĩ muốn nói đây á, là chỉ có mọc ở trên rừng nó mới cây nó mới bự được như vậy. Tuy nhiên mình nuôi lâu ngày thì nó cũng bự thôi, nhưng mà có một cái là biết bao giờ cho nó bự được như vậy. Đó nên là các cô chú và các anh chị nếu có ai cần thì cũng Tuấn Vĩ giới thiệu là gọi cho chị hai của Tuấn Vĩ để chúng ta lấy thuốc. Còn cái công dụng thì quý vị cứ lên Google search thì quý vị sẽ thấy được cái công dụng của nó là cây an xoa, công dụng cây an xoa trị bệnh gan, nó là số 1 nha quý vị nha, nó là khắc tinh của bệnh gan. Còn cây xả đen thì là nó trị về các bệnh ung thư như ung thư ngực, ung thư tử cung, là bệnh phụ nữ đó, là nó là số 1. Đó nên là các cô chú và các anh chị mà có cần thì liên hệ. Cũng giống như kiểu là như Tuấn Vĩ nói đó, giống như mình có tim sen, có cây sen thì mình hái về để mình lấy tim mình bán vậy thôi, chứ cũng không có phải là thầy thuốc gì. Vậy ha các cô chú ha, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Và Tuấn Vĩ xin chúc cho cô chú và các anh chị luôn vui khỏe và trở lại hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh cho Tuấn Vĩ nha.